Tự quy y Phật. Tự nghĩa là tự mình. Đối với tự tâm mình, tự quy Phật là tự mình trở về với Phật, tánh sáng suốt của tâm mình. Mỗi người đều có Phật tánh và đều có thể trở thành Phật. Đó là lời Phật Thích Ca đã dạy. Nhưng Phật tánh ấy bị mê lầm, vọng tước che lấp, vọng tưởng như mây mờ. Phật tánh như trăng, mây mờ có thể che khuất, chứ không thể tiêu diệt được ánh trăng. Phật tánh của chúng ta dù bị dục vọng tưởng vô minh che lấp sâu kín đến đâu cũng vẫn thường còn. Vậy sao chúng ta lại quên Phật tánh của chúng ta mà chỉ chạy theo cầu khẩn Phật bên ngoài như đứa cùng tử có viên ngọc quý cha mẹ đã giấu sẵn trong chéo áo mà nó không biết lại đi ăn xin cùng khắp mọi nơi. Về tự quy y pháp là vâng theo pháp tánh của mình. Trong tâm ta có đủ các pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, nhẫn nhục, tinh tấn. Chúng ta cần phát huy với đức tánh ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng. Như thế là tự quy y pháp. Tự quy y tăng là vâng theo thầy trong tâm mình. Thầy trong tâm mình là đức tánh thanh tịnh hòa hợp của mình. Như tăng già là hiện thân của sự hòa hợp thanh tịnh bên ngoài. Bấy lâu vì mình mê muội không nhận thấy được ông thầy trong tâm. Nay nhờ Phật, mình nhận thấy ông thầy thanh tịnh ấy thì mình phải quy y thầy của mình trước. Nói tóm lại, mình phải nương tựa quay về với Phật trong tâm mình là tánh sáng suốt với pháp của mình, là các đức tánh từ bi hỷ xả với tăng của mình, là sự hòa hợp thanh tịnh của bản thân. Như thế là lý quy y tam bảo.